بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. Nằm mộng và giấc mơ, một trong những dấu hiệu của Allah tối cao là giấc ngủ và những giấc mơ trong đó. Ngài phán: Wa min ayatihi manamukum bil layli wan nahari wabtigha'ukum min fadli inna fi dhalika laayatil liqaumin yasma'un. Và trong các dấu hiệu của Allah là giấc ngủ của các ngươi vào ban đêm cũng như ban ngày, và việc các ngươi tìm kiếm thiên ân của Ngài trong sự việc đó, quả thật là các dấu hiệu cho đám người biết lắng nghe. Chương 30, Ar-Rum, câu 23. Và dấu hiệu đầu tiên báo trước về sứ mạng của Nabi sallallahu alaihi wa sallam là giấc mơ trung thực. Như vậy mà người đã nói: Ru'yal mu'min juz'un min sittatin wa arba'ina juz'an min an-nubuwah. Giấc mơ của người có đức tin là một phần trong 46 phần của lời thiên khải. Al-Bukhari và Muslim ghi: Trước đây thiên sứ của Allah sallallahu alaihi wa sallam rất thích thú với những giấc mơ đẹp và người rất quan tâm đến điều đó, như ông Samurah kể. Trước đây, Nabi sallallahu alaihi wa sallam hay lễ salat fajr xong là người xe mặt về chúng tôi mà hỏi: Đêm hôm có ai trong các người nằm mơ không? Khi ai đó nằm mơ là người đó kể cho người nghe. Hadith Bukhari ghi. Các giấc mơ được chia thành 3 nhóm. Thứ nhất, giấc mơ đẹp là tin vui được Allah báo cho. Thứ hai, giấc mơ buồn là do Shaitan quấy nhiễu. Thứ ba, giấc mơ là do tiềm thức của con người tạo ra. Hadith Bukhari và Muslim ghi. Vì vậy, giấc mơ đẹp là tin vui như Nabi sallallahu alaihi wa sallam đã nói: Lam yabqa min an-nubuwati illa al-mubashshirat. Ar-ru'ya as-salihah yaraha al-muslim aw tura lah. Chẳng có lời thiên khải nữa ngoại trừ những điềm báo trước. Và giấc mơ đẹp là giấc mơ đẹp mà người Muslim nằm mơ thấy hoặc ai đó mơ thấy cho họ. Bukhari và Muslim ghi. Những ai muốn có được giấc mơ trung thực thì hãy trung thực lúc mình còn thức. Nabi sallallahu alaihi wa sallam nói: Idza qataraba az-zaman lam yakad ru'yal muslimin takzib asdaqukum ru'ya asdaqukum haditha. Càng gần đến giờ tận thế, giấc mộng của người Muslim gần như không giả dối, và người có giấc mơ trung thực nhất là người nói chuyện trung thực nhất trong các người. Bukhari và Muslim ghi. Theo Sunnah, ai nằm mơ thấy điều mình ưa thích thì hãy tạ ơn Allah bởi giấc mơ đó. Và nhớ không kể cho ai nghe trừ khi người mình yêu thương và để người đó giải mộng. Còn khi nằm mơ thấy điều không ưa thích thì hãy phun bên trái 3 lần và cầu xin Allah che chở khỏi điều xấu đã nhìn thấy và khỏi tai hại của Shaitan. Lặp lại 3 lần, tức là đọc câu A'udhu Billahi Minash Shaitani Rajim rồi phun bên trái 3 lần. Phun là nó gồm có cái xương của tiếng nước bọt. Rồi nằm trở người sang hướng khác, hoặc đứng dậy mà hành lễ Salat, và nhớ không kể cho bất cứ ai nghe về giấc mộng đó, càng không giải mộng. Quả thật giấc mộng đó không có tác hại gì. Trước khi ngủ, cố gắng duy trì việc đọc các lời tụng niệm lúc ngủ và thức dậy sau ngủ. Hãy hoan hỷ và vui vẻ với những giấc mộng đẹp, và chứ đừng bận tâm lo lắng đến những giấc mộng mị xấu xa kia. Bởi Allah đã phán: Wa tawakkal 'ala Allah wa kafa billahi wakila. Và hãy phó thác cho Allah, quả thật một mình Allah đã đủ là một đấng phó thác cho các ngươi. Chương 4, An-Nisa, câu 81. Wallahu a'lam.